giá cả dành cho các em đầm này đó, có size tới 80 kg và dành cho những chị khách trung niên bên shop em ha. Bò tầm là U35 trở lên, mặc hợp và rất là sang. Tầm thì từ từ á, là bây giờ này các chị đó, cái gì mình chia sẻ live stream em trước đi đó, em mình chia sẻ live stream em trước đi các chị ơi, chia sẻ lên tường nhà, chia sẻ vào nhóm và để với chế độ công khai cho em giảm giá luôn 550.000 đồng, giảm mạnh chỉ còn 299.000 đồng thôi. Đây cái chất liệu vải Atashi cao cấp, co dạng 4 chiều và có phối cho cả nhà mình những cái vệt chỉ kim tuyến chạy dọc đều ở trên này vải như thế này đó, và cái sợi chỉ này nó sẽ chạy sọc dọc cho nên khi cái dùng diện lên người, nhìn người của mình rất là gọn, co giãn thì siêu tốt luôn, không hề nhăn nhầu, không hề sợ chạy nhầu vải gì hết đó. Và cái chỉ kim tuyến này em dệt trên mặt vải đó, nó không bong chóc, không rơi rớt gì hết luôn, và không có sợ châm chích ngứa ngáy khó chịu khi mà mình diện lên người, hoàn toàn mềm êm dễ chịu. Đây là cái mặt bên trong nha các chị ơi, đường may mũi chỉ thì em phải nói là chỉ có đỉnh thôi. Ngoài ra em sẽ còn kèm thêm cho chị cái sợi dây thắt ngang cái phần eo như thế này để tạo điểm nhấn ngay phần eo ha, cả dùng thích phối như em cũng được, không thì các chị có thể là thắt đây, thắt bên hông cũng được đó, rồi thắt phía trước phía sau thì cũng được hết trơn á, tùy theo cả nhà mình thôi. Rồi ở đây thì em sẽ thắt phía trước cho cả nhà mình ha. Ở đây thì nó sẽ có mấy cái sợi, mấy cái viên ngọc trai như thế này, cả nhà mình tùy chỉnh phối. Cái này thì nó di chuyển được nè đó, những cái chợ sợi ngọc trai di chuyển được. Để em phối như thế này cho cả nhà mình xem thử tham khảo trước ha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1423, ok chị Thảo Linh có đơn hàng, chị Loan Phạm có đơn hàng một cái luôn nè. Rồi còn chị nào đặt hàng nữa mình tranh thủ nha. Chị Đăng Ca ok chốt, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1423. Ngày hôm nay em giảm giá cho cả nhà mình với mức giá chỉ có 299.000 đồng. Hàng vải đẹp cho cả nhà mình, em đứng gần cho cả nhà mình xem cái chất liệu vải này các chị ơi, nền vải màu đen ha. Chị kim tuyến dệt cho cả nhà mình đây. Không bong chóc, không sợ rơi rớt, không hề sợ bong chóc gì hết trơn luôn. Hàng rất đẹp cho cả nhà mình và chỉ có 299.000 đồng. Hiện tại thì em đang có cho cả nhà mình 4 size đầy đủ, size M, L, XL với lại 2XL. Size nhỏ nhất em có 40 kg, size lớn nhất em có là 75-80 kg luôn luôn ha. Đó, cái này là cái size M này cả nhà. Cái này size M bên em nè. Đó, thì cái này là em đã thắt nó lại sát một chút xíu rồi. Em bên em 51 kg, em cầm 65 ha. Đây em đã thắt nó sát lại một chút xíu. Chứ cái size M này nè, chị nào mà mình tầm 50 kg hay 45 kg thì ok, lấy cái sợi dây này mình buộc siết lại chút xíu, mình khỏi bóp eo cũng được. Đó, còn thực chất là size M này sẽ lên được tới là 57 kg. Đó, 57 kg, 60 kg mặc size M vẫn vừa ha. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1423. Đầm phủ gối em, chị ơi, em cao 1m65 nè chị. Nếu như chị cao tầm 1m58 là chị sẽ mặc phủ gối hoàn toàn luôn á. Chị có thể mặc đi tiệc cũng được, xong rồi cái mình mặc đi làm cũng được luôn. Rất là lịch sự và kín đáo cho chị yêu mình ha. Mặc lên thì hoàn toàn mềm, dễ chịu và thoải mái, có độ lấp lánh nhẹ nhàng vừa phải, rất là xinh. Dạ chị Nhi Nhi thêm cái nữa nè. Ok, 49 kg size M chị ha, 52 kg size M luôn đi, em 51 kg, em cao 1m65 nè. Đó, mà nó còn rộng rãi thoải mái rồi đó chị, rất là đẹp luôn. Tranh thủ đặt hàng sớm thì giùm em 68 kg lấy 2XL đó chị. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1423. Hàng đúng mẫu không em yêu? Dạ đúng chị ơi. Chị chỉ cần mua hàng bên em một lần, em đảm bảo chị mua một lần là chị sẽ nghiện luôn. Và ngày nào cũng livestream hết, cả nhà mình nhận được hàng nha, được kiểm tra hàng thoải mái. Nếu như đúng hàng đúng mẫu, chất liệu vải đẹp, form dáng đầm sang chảnh giống như em giới thiệu trên livestream, thì cả nhà mình nhớ quay lại đây comment cho em review sản phẩm một cái nha các chị. Đó, và nếu như có tiện luôn á thì cả nhà cho em xin luôn cả tấm hình của mình ha. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã số 1423, hôm nay em giảm giá cho cả nhà mình bao nhiêu đây các chị ơi? 299.000 đồng, rất là rẻ luôn. Chị nào đặt hàng thì mình tranh thủ lên giùm em nha. Form đẹp nha cả nhà. Đó, form lên rất đẹp cho cả nhà mình luôn. Rồi sale shop cả nhà ơi, chỉ còn có giá tiền là 299.000 đồng trong bài livestream ngày hôm nay. Chị khách nào đặt hàng thì mình comment liền phía dưới cho em đi cả nhà. Mã số 1423 đó, mã số sản phẩm 1423, kèm luôn cho em cái số điện thoại liền, bên em sẽ có chuyên viên gọi điện thoại tới và tư vấn chốt đơn hàng cho cả nhà mình, giao hàng toàn quốc các chị nha. Rồi cố gắng đặt hàng thật sớm cho em. Dạ, dùng đơn cho em 600.000 đồng được miễn phí giao hàng toàn quốc. Hôm nay vẫn còn chương trình khuyến mãi đó đó chị, vẫn có cái chương trình giảm giá là từ 550 giảm còn 299 trong cái like này. Chị đặt hàng thì chị đặt liền dùng em ha, nhiều khi ngày mai ngày mốt chị quay lại nó hết hàng rồi. Form nhất nằm thì thật sự rất là dễ mặc cho chị luôn. Nó mặc lên nó trắng da,
Mặt lên rất là trắng, không có kén da, da trắng da ngăm diện lên đẹp hết. Và dáng người của các chị mình gầy hay là hơi tròn một chút xíu, các chị mình diện lên vẫn ok hết trơn luôn. Đầm này thì đầm big size, cho anh chị nào mà mình hơi tròn tròn một chút xíu thì mình nên đặt cái mẫu đầm này. Những cái vệt kim tuyến tạo hiệu ứng lấp lánh nhẹ nhàng trên nền vải nè, nó nhìn rất là xinh ha. Rồi và nó sẽ chạy theo cái chiều là sọc dọc cho cả nhà mình, nó đan vào nhau như thế này thì các chị mình mặc lên nhìn dáng của mình nó tạo hiệu ứng, nó sẽ gọn hơn và nó sẽ có đường cong ngay phần eo như em đang mặc này các chị. Rồi đẹp chưa? Hôm nay em giảm giá 299.000 đồng, mã số sản phẩm là 1423, giảm một màu duy nhất chị ơi, không có màu thứ hai, chỉ đúng một màu thôi. Chị nào đặt hàng mình tranh thủ liền giùm em, cho chị hai cái size XL debut ok chị luôn ạ. À, dùng đơn nha, dùng đơn 600.000 đồng lần, miễn phí giao hàng toàn quốc, dạ giao hàng về tới tận nhà luôn chị. Lợi tới cửa hàng em mua thì sẽ không có giá sale này đâu, em chỉ chốt ở trên livestream thôi, không có áp dụng bên ngoài. Chị khách nào đặt hàng thì mình tranh thủ liền giùm em nha, comment liền phía dưới giùm em cái mã số sản phẩm này nè, mã số sản phẩm là 1423 và kèm cho em luôn cái số điện thoại ha. Bên em sẽ có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn trước đơn hàng cho cả nhà mình. Đầm đang mặc trên người, mã số sản phẩm 1423, nhớ kỹ mã số trước khi đặt hàng nha. Đó, nếu như cái chuyện đặt hàng nhầm mã là em giao về lộn cái đồng đó. Dạ một màu duy nhất thôi chị, chất liệu vải Atasi, cái mặt bên ngoài là có phối cho chị kim tuyến này nè. Nhưng mà chị mặc lên là không sợ bong tróc rơi rớt gì hết, còn cái mặt bên trong nó mướt như thế này nè chị. Cái mặt bên trong nó mềm nó mướt như vậy nè chị ơi. Chị mặc lên rất là mát mẻ dễ chịu luôn. Đồng này nó nhẹ lắm. Đầm này mặc nó nhẹ tên à. Rồi sale luôn ha, 299.000 đồng. Đặt hàng thì mình comment sớm em tư vấn nha cả nhà, 1423 với số điện thoại trên màn đồ.